bên ngoài. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào một cái anh cực kỳ quan trọng, đó là anh Điệt Vân. Có thể nghĩ rằng là những cái anh này là gây sự khắc khó khăn không hề nhẹ cho các em, đúng chưa? Vì vậy nên là thầy sẽ làm riêng ra cái anh Điệt Vân này, tách biệt riêng trong các cái phương pháp điều chế kim loại để chúng ta có thể đi sâu hơn. Và bởi vì cái bài tập của anh này cũng rất khó, luôn luôn có một cái câu thuộc dạng là khó nhất trong đề thi trung học phổ thông quốc gia cái phần này. Vì vậy chúng ta cùng đi để mà chinh phục được câu đấy nhé. Thứ nhất là đi vào La Mã định nghĩa. Điện phân là gì? Đấy, chứ cái điện phân là gì đấy? Đấy, thứ nhất, điện phân chúng ta là quá trình oxy hóa khử. Nhưng mà xảy ra ở đâu? Thì nó xảy ra trên bề mặt các điện cực. Xảy ra trên bề mặt các điện cực. Nha, quá trình oxy hóa khử xảy ra trên bề mặt các điện cực trong dung dịch chất điện ly. Trong dung dịch chất điện ly. Được chưa? Là quá trình oxy hóa khử xảy ra trên bề mặt các điện cực trong dịch chất điện ly. Bởi cái gì? Bởi tác nhân gì? Bởi dòng điện một chiều. Gây ra bởi dòng điện một chiều. Thế tại sao phải là dòng xoay chiều thì thầy đã giải thích trong cái video về phần điều chế kim loại rồi nhá. Thì cũng là đi sâu vào điện phân thôi. Thế ở trong này thì quá trình oxy hóa khử em biết rồi. Nhưng mà có cái anh điện cực mà em chưa biết là một. Bây giờ dung dịch chất điện ly biết rồi, dòng điện một chiều ok rồi. Vậy chúng ta đi xét tiếp theo là về anh điện cực. Lẽ dĩ nhiên thì như chúng ta biết là trong dòng điện một chiều chúng ta có hai cái điện cực. Một là điện cực dương, một là điện cực âm. Thấy chưa? Thế dung dịch chất điện ly của thầy thì lại tất cả các chất điện ly khi tan trong dịch thì nó tách ra thành hai anh. Một anh là cation, một anh là anion, đúng chưa? Chất điện ly của thầy sẽ tách ra thành một anh là cation, một anh là anion. Anh cation thì tích điện tích gì? Cation là cation kim loại. Cation kim loại tích điện tích dương. Anion là anion gốc axit, tích điện tích âm. Vậy cho thầy hỏi này, trong dịch chất điện ly cực dương thì sẽ hút những cái làn điện tích dương. Dương hút nó dương á? Không phải. Cực dương thì hút các làn điện tích âm. Vậy ở bên trong này thì bọn nào có điện tích âm? Anion đúng không? Vậy là cực dương là nơi anion đến. Cực dương là nơi hút các anion. Cực âm là nơi hút các cation. À, cation đến. Hay nói khác, cực dương là nơi anion đến, hay còn được gọi là anốt. Cực âm là nơi cation đến, hay còn được gọi là cathode. Vậy thầy sẽ có định nghĩa các điện cực. Anốt còn được viết tắt là A, là nơi anion đến. Cathode còn được viết tắt là K, là nơi cation đến. Nào, gạch chân này. Anode, anion, cathode, cation đến. Vậy sau này em cứ đọc anode nơi anion đến, cathode nơi cation đến là ok gì. Xong về điện cực này, bắt đầu suy luận này. Chỗ này là thầy chỉ suy luận để chứng minh, nhưng bây giờ thầy mới suy luận để các nhớ. Anode nơi anion đến, anion của thầy luôn luôn tích điện tích gì? Âm.
Vì vậy để hút điện tích âm thì ca tốt của thầy phải luôn luôn là cực. A nốt của thầy luôn luôn là cực. Thì nơi anion đến âm thì phải là cực dương. Ca tốt nơi ca chi ông đến ca chi ông dương thì phải cực âm. Đây là cách nhận điện cực nha. Được chưa? Đây là cách nhận điện cực. Thứ hai nữa, tiếp tục. A nốt là nơi xảy ra quá trình oxy hóa. Luôn luôn nha. A nốt là nơi luôn luôn xảy ra quá trình oxy hóa. Nơi luôn luôn xảy ra quá trình oxy hóa. Quá trình oxy hóa. Ca tốt là nơi luôn luôn xảy ra quá trình khử. Cái này chúng ta biết rồi khi mà thầy nói về cái phần điện hóa học, đúng chưa? Ăn mòn điện hóa học đấy, thì thầy đã nói về phần này rồi. A nốt luôn luôn là nơi xảy ra quá trình oxy hóa. Ca tốt luôn luôn là nơi xảy ra quá trình khử. Nhưng mà chúng ta để ý đây, vậy ở đây cái việc mà các em bị lẫn lộn giữa các cực trong điện phân và ăn mòn điện hóa là điều luôn luôn xảy ra. Và đây thì có một cái phương pháp giúp chúng ta nhớ được. A nốt và ca tốt, A nốt và của điện phân nhé, chúng ta nhớ trước anode của điện phân. Anode điện phân là nơi anion đến, cathode điện phân là nơi cation đến. Tiếp theo, anode là nơi luôn luôn xảy ra quá trình oxy hóa. Vậy thì sẽ có cụm từ sau. Anh ơi chơi không. Anh ơi chơi không. Anode quá trình oxy hóa, cathode quá trình khử. Anh ơi chơi không, cứ đọc như vậy thì sẽ ok, được chưa? Và ngay lập tức ở đây, bởi vì là các em hay bị nhầm lẫn nhiều nhất giữa cái anh điện phân và anh điện hóa học, đúng chưa? Sự ăn mòn điện hóa đấy, nên thầy sẽ có cái sự so sánh giữa ăn mòn điện hóa và điện phân, được chưa? Anh ơi dùng được chưa? Em kia bảng. Chào em, hôm nay chúng ta sẽ đi sang cái phần bài tập tiếp theo, là cái phần hướng dẫn về cái phương pháp giải bài tập điện phân. Lẽ dĩ nhiên là các em muốn sang được cái phần phương pháp giải bài tập điện phân nó tốt thì các em phải xem cái video trước, các em phải nắm chắc về mặt thứ tự điện phân, được chưa? Bởi vì chỉ có nắm chắc về thứ tự điện phân em biết được anh nào phản ứng trước, anh nào phản ứng sau, anh nào sinh ra trước, anh nào sinh ra sau, thì chúng ta mới giải được các cái bài tập điện phân từ dễ cho đến khó, được chưa? Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần 1 la mã, phần kiến thức cần nhớ. Kiến thức cần nhớ. Trong phần kiến thức cần nhớ thì ngoài cái việc là thứ nhất là các em phải nhớ về thứ tự điện phân. Thứ tự điện phân. Ở hai điện cực anode và cathode. Ngoài việc em phải nhớ thứ tự điện phân, và thứ tự này thì đã nhắc đến ở trong cái video về phần lý thuyết điện phân rồi. Thì chúng ta cần phải nắm thêm một cái phương trình đặc biệt là phương trình định luật Faraday. M bằng A I T chia N F. Với phương trình định luật Faraday này thì sẽ có A chính là nguyên tử khối hoặc phân tử khối của chất thoát ra, của chất thoát ra tại mỗi điện cực. Ở mỗi điện cực. Chú ý là mỗi điện cực, không phải là cả hai điện cực. Và cái biểu thức này chỉ tính cho một chất. Y là cường độ dòng điện. Cường độ dòng điện. Và lẽ dĩ nhiên cường độ dòng điện chúng ta tính theo đơn vị ampere. T thời gian. Rất nhiều bạn hay nhầm với chỗ thời gian này. Thời gian chúng ta phải tính theo giây, không phải tính theo phút, không phải tính theo giờ. Ra thì đố em nhé. Lẽ dĩ nhiên bạn đã biết 1 phút là bằng 60 giây.
1 giờ 3.600 giây. 1 ngày. 1 ngày bao nhiêu? À, các em phải nhớ đấy, bài hát này của ca sĩ Tim 86.400 lần. Nhớ em. Vậy thì rõ ràng rằng là nó sẽ là 86.400 giây. Được chưa? Thời gian tính theo giây. Đấy, một số cái thủ thuật để nhắc chúng ta liên quan đến một số bài hát. N, N đây không phải là số mol. N đây là số electron mà một nguyên tử. Nguyên tử thì ứng với lại nguyên tử khối, hoặc phân tử thì ứng với lại khi em lấy cái giá trị A là phân tử khối. Chất đó trao đổi. Trao đổi thì có thể là nhiều hoặc nhận. Ví dụ như nếu em tính là O2, O2 thì A nó sẽ bằng 32 và một thằng O2 sẽ trao đổi bao nhiêu? 4 em. Đúng chưa? H2 thì lúc này phải lấy phân tử khối của H2 là 2 và một phân tử đấy nhận 2 em. F là hằng số Faraday luôn bằng 96500. Được chưa? Rất dễ dàng thôi, không có gì khó. Nhưng mà với cái công thức Faraday này, với cái công thức Faraday này, dường như mọi chuyện trở nên quá khó. Bởi vì có quá nhiều ẩn, có quá nhiều giá trị mà các em cần phải đi xác định. Lẽ dĩ nhiên vì vậy nên vào trong bài tập thầy sẽ tránh sử dụng công thức này, mà thầy sẽ sử dụng sang một cái công thức hiện đại hơn. Được chưa? Một công thức hiện đại hơn. Và thầy sẽ sử dụng cái công thức hiện đại hơn đó như sau. Anh ơi, dừng lại đã. Từ cái công thức định luật Faraday, M bằng A I T chế, thầy biến đổi thành, chuyển vế nhá, N ấy. Thầy sẽ có này, M chia A nhân N thì bằng I T trên F. M nhân A này chính là số mol của cái chất đó. N là số E trao đổi. Và số mol, số E trao đổi nhân với số mol thì chính bằng số mol E trao đổi. Chính bằng IT trên F. Và lẽ dĩ nhiên sau này nhắc đến định luật Faraday, các em chỉ cần nhớ cho thầy biểu thức sau. Số mol E trao đổi bằng IT trên F. Và như thầy đã giải thích cho chúng ta ở trong phần điện phân, thì cái bài toán điện phân đấy là bản chất là sự trao đổi E. Vì vậy nên là gì, ta được hoàn toàn ứng dụng theo phương pháp bảo toàn electron. Và khi các em ứng dụng phương pháp bảo toàn electron mà em tìm được số mol E trao đổi rồi thì mọi chuyện trở nên cực kỳ dễ dàng với chúng ta. Đúng chưa? Các em không phải sợ về điện phân nữa. Bởi vì lúc đấy các em ứng dụng cái phương pháp giải cái bài tập bảo toàn E theo phương pháp bấm nhanh nhẩm nhanh của thầy thì cực kỳ là dễ dàng. Bạn nào mà chưa quen thì có thể xem cái video hướng dẫn phương pháp nhẩm nhanh bài toán oxy hóa khử bằng phương pháp bảo toàn electron trong cái bộ là axit kiểu 2 của thầy. Được chưa? Vậy bây giờ chúng ta sẽ và mặt bài tập thì đề bài như vậy, thì đề bài sẽ cho chúng ta thành hai cái kiểu chính. Kiểu thứ nhất cho ta biết I, T, hoàn toàn ta tìm được số mol E trao đổi và đi tìm được những cái dữ kiện để đề bài cho. Kiểu thứ hai, người ta sẽ chỉ cho trong I, T cho một trong hai, hoặc không cho anh nào, cho ta một cái dữ kiện khác để ta đi tìm. Thì phần đấy dĩ nhiên là khó hơn rồi. Vậy chúng ta đi tìm vào cái kiểu thứ nhất là cái kiểu số 1, đều ứng dụng cái công thức này hết. Vậy bây giờ ngay lập tức trong đầu các em phải nhớ cho thầy, số mol E trao đổi bằng I, T chế E. Bây giờ chúng ta đi vào kiểu số 1. Ta bắt đầu sang cái kiểu số 1. Kiểu 1 là kiểu dễ, để bài cho chúng ta những cái dữ kiện trước rồi để mà chúng ta giải. Lẽ dĩ nhiên thì cái kiểu số 1 này, như vừa nãy, chúng ta sẽ phải ứng dụng cái công thức là gì? Số mol E trao đổi bằng I T trên F. Đấy, đấy là công thức để mà chúng ta ứng dụng cái phần kiểu 1 này. Lẽ dĩ nhiên thì kiểu 1 này đề bài sẽ cho ta đủ đầy đủ dữ kiện để tìm được số mol E trao đổi. Có nghĩa là sẽ cho chúng ta biết I và T. Và lẽ dĩ nhiên khi biết I và T thì hoàn toàn chúng ta giải được rồi. Thế giải theo cách nào? Thế có phương pháp giải. Bước 1 là tìm xác định số mol E trao đổi dựa vào công thức số mol E trao đổi bằng IT chế. Sau khi em xác định được số mol E trao đổi rồi thì bắt đầu đến bước số 2.
Bước số 2 này là cực kỳ quan trọng nhé. Bước số 2 này là các em xét cho thầy. Xét cái quá trình trao đổi E. Quá trình trao đổi E này có thể nói là quá trình oxy hóa hoặc quá trình khử đấy, của điện cực. Nhưng không cần thiết là cả hai điện cực, mà là của điện cực mà ta quan tâm. Có nghĩa là cái gì mà chúng ta quan tâm là điện cực của đề bài hỏi, đúng chưa? Ví dụ đề bài hỏi là có bao nhiêu kim loại thoát ra, đúng chưa? Kim loại thoát ra để bên cathode, vậy thì ta chỉ quan tâm đến cực cathode thôi. Nếu đề bài hỏi là có bao nhiêu thể tích khí thoát ra, đúng chưa? Thì ta phải để ý, đúng không? Ví dụ bao nhiêu thể tích khí oxy thoát ra thì oxy chỉ thoát ra bên anode, vậy ta thì chỉ quan tâm đến anode thôi, được chưa? Vậy ở đây có nghĩa là xét quá trình trao đổi E của điện cực, nhưng điện cực mà chúng ta quan tâm là đề bài hỏi đấy, được chưa? Và cái sau khi xét rồi thì em dựa vào số mol E trao đổi, dựa vào số mol E trao đổi. Để xác định được giá trị mà đề bài cần tìm. Được chưa? Rất dễ dàng nha. Bây giờ chúng ta đi vào cái ví dụ đầu tiên. Ví dụ đầu tiên là cái ví dụ mà đề bài còn không cần thiết để cho ta cái số mol, số cường độ dòng điện lẫn thời gian T. Ví dụ số 1, các em hoàn toàn có thể nhìn thấy. Ví dụ số 1 của chúng ta là gì nhỉ? Điện phân dung dịch chứa 0,1 mol CuNO3 2 lần, để cho ta số mol là CuNO3 2 lần rồi. Trong dung dịch có điện cực trơ, khi đồng 2 cộng vừa hết. Đồng 2 cộng vừa hết có nghĩa là anh nào? CuNO3 lần điện phân hết. Được chưa? Thì mở dung dịch giảm. Vậy cái bài này hoàn toàn chúng ta có giải được bằng một phương pháp rất nhanh là viết cho thầy phương trình điện phân. Lẽ dĩ nhiên bài này nếu bạn nào mà chưa học thầy vật lý thuyết viết phương trình điện phân thì cực kỳ gây khó khăn, bởi các em không thể nào suy luận được phương trình điện phân, các em phải viết ra quá trình anode bên này, cathode này, rất khó khăn. Bây giờ thầy nói lại, nói nhanh nhé. Còn bạn nào mà chưa hiểu kỹ, bạn phải xem lại video về lý thuyết về điện phân của thầy. CuNO3 2 lần điện phân dung dịch, chú ý điện phân dung dịch, thầy tách ra này, đồng 2 cộng bị điện phân không? Đồng có nhỉ, thì tạo thành đồng. HNO3 có bị điện phân, NO3 trừ có bị điện phân không? Không, thì thay vào đó sẽ là nước. Đây cách suy luận của thầy đấy. Đồng bị điện phân là đồng từ đồng không, sorry, đồng từ đồng dương 2 về đồng không. Vậy là số xóa giảm, vậy phải có một anh số xóa tăng. NO3 không bị điện phân rồi là vứt đi rồi, vậy chỉ có nước thôi. Hiro cộng 1, cao nhất của hiro rồi, vì vậy không thể tăng được nữa. Chỉ có oxy, oxy trừ 2, oxy trừ 2, vậy là chỉ có oxy này là xâm dành. Anh này là giảm, 2 về 0 là giảm, thì trừ 2 phải tăng, trừ 2 tăng thì chỉ có thể tạo thành O2. Được chưa? Mà O2 sinh ra thì luôn luôn đi cùng với H cộng sinh ra, H cộng sinh ra với NO3 trừ thì tạo thành HNO3. Thế là cách phương pháp suy luận phương trình điện phân của thầy. Những bạn nào mà học theo thầy thì những cái cách suy luận này chúng ta làm cực kỳ nhanh. Và yêu cầu muốn suy luận được phương trình nhanh, chúng ta phải nắm được cái thứ tự điện phân. À chưa? Và các em phải xem lại cái video phần thứ tự điện phân của thầy nhé, trong phần lý thuyết điện phân ấy, thì hoàn toàn đã làm được rất nhanh thôi. Cố gắng gần như cái phương pháp suy luận của thầy, tất cả điện phân mọi dung dịch em đều thì suy luận được hết. Được chưa nào? Vậy bây giờ chúng ta cân bằng nhanh. Bây giờ cân bằng theo cân bằng phương pháp cân bằng ô xóa khử của thầy nhỉ. Đồng đồng 2 đồng 0 là 2E. Oxy từ oxy trừ 2 về oxy 0, chú ý đến nhân 2 cái đề 4 này. Vậy anh này là 2, anh này là 1, 2 CuNO3, được chưa? Và 4 gốc NO3 trừ đi là 4HNO3, và đây sẽ là 2 nữa. Rất dễ, để thầy hướng dẫn rất chậm cho các em đấy, hoàn toàn các em thể làm được. Vậy bây giờ công việc này nếu mà chúng ta học thầy làm đúng theo những cái gì lý thuyết thầy hướng dẫn thì phần viết phương trình điện phân thì các em tự viết thôi, đúng chưa? Những cái bạn nào học on thì hoàn toàn để comment xuống dưới để cho các bạn biết rằng là cái độ lý thuyết điện phân của thầy dạy ổn như thế nào. Và cái phần lý thuyết đấy tiếp tục này, 0,1 mol CuNO3 hai lần mà điện phân hết, vậy thì anh này phản ứng hết 0,1 mol. Bài tập này trở thành một bài tập phản ứng hết để tạo thành 0,1, chúng ta sử dụng nhân chéo. 0,1 nhân 2 chia 2 bằng 0,1 mol đồng. 0,1 nhân 1 chia 2 bằng 0,05 mol oxy. Tại sao thì lại ghi này? Đồng kết tủa xuống, oxy khí bay hơi. Đề bài hỏi chúng ta là mờ dung dịch giảm. Mờ dung dịch giảm thì chính bằng những cái gì thoát ra khỏi dung dịch. Những cái gì thoát ra khỏi dung dịch nhỉ? Khối lượng kết tủa
cộng với lại khối lượng khí. Khối lượng kết tủa đây là khối lượng của đồng, cộng với lại khối lượng khí sinh ra là khối lượng của oxy, và bằng 0,1 nhân 64 cộng với lại 0,05 nhân 32. Lẽ dĩ nhiên khi em bấm máy tính được bằng 8 gram. Vậy suy ra khối lượng dung dịch giảm là 8 gram. Được chưa? Đây là bài dễ nhé. Riêng cái bài này viết phương trình điện phân là đã ok rồi. Và các em nhớ là vậy là điểm mấu chốt bài này chúng ta phải làm sao viết được phương trình điện phân thật nhanh, cân bằng có xoá khử thật nhanh. Cân bằng có xoá khử thật nhanh thì trên YouTube có video của thầy, trên Facebook thầy có video hướng dẫn các em rồi. Còn về việc viết phương trình này thì hoàn toàn các em cần phải xem lại cái video thứ tự dạy điện phân để biết được tại sao phân biệt được anh ion kim loại nào điện phân, anh anion gốc axit nào không điện phân. Được chưa? Những cái này thì nó nói rất kỹ, đúng chưa? Và suy luận cái phương trình này hoàn toàn bài này chúng ta làm cực kỳ nhanh. Những cái bạn nào mà muốn làm tốt phần này thì đây thì chỉ hướng dẫn một cái dạng này thôi. Còn lại sau này cứ ví dụ như NaOH, ví dụ như HNO3 điện phân cho số mol thì hoàn toàn các em làm được. Được chưa? Đây là cái ví dụ số 1, ví dụ dễ khi đề bài không cho chúng ta IT và F nhưng mà hoàn toàn đề bài cho ta số mol phản ứng thì chúng ta làm được. Thế bây giờ chúng ta sang cái ví dụ 2 là mới đi vào cái kiểu sâu sát hơn là kiểu số 1. Ra sang bắt đầu tiếp tục ví dụ số 2. Ta tiếp tục sang cái ví dụ số 2. Ví dụ số 2 bây giờ chúng ta ứng dụng về cái phương pháp giải nhanh phần điện phân này của thầy. Ví dụ số 2 là ví dụ mà điện phân dung dịch CuS4. Ví dụ số 2. Bằng điện cực trơ với Y bằng 0,5 ampere và T bằng 1930 giây. Vậy hoàn toàn ta sẽ tìm được số mol cho rồi. Bằng IT trên N. Y bằng 0,5, T bằng 1930, chia F là 96500. Hoàn toàn đến đây chúng ta tìm ra được số mol trao đổi bằng bao nhỉ? Em bấm vào thấy cái bằng bao nhiêu? 0,01 mol này. À, đề bài hỏi chúng ta là xác định khối lượng của đồng và thể tích của khí oxy thoát ra. Vậy bây giờ chúng ta đi xác định khối lượng của đồng thì đồng thoát ra từ bên đồng cathode, cation mà cho bên cathode. Vậy thầy xét cathode, đồng từ đồng dương 2 để chuyển thành đồng không. Anh này nhận 2. Thế mà đây là điện phân dung dịch CuS4 hai lần dư vì đồng hai cộng không bao giờ hết. Vậy thì số mol E này sẽ hết. Vậy là 0,01. Thì tìm số mol đồng bằng 0,005. Hoàn toàn từ đây thầy tìm được khối lượng của đồng thoát ra bằng 0,005 nhân 64 bằng 0,32 gram. Thế ngày lập tức đến đây em chọn được luôn đáp án đúng đáp án B. Nhưng thầy vẫn cứ giải tiếp nhé. Đề bài lại cũng hỏi chúng ta là thể tích khí oxy. Thế ta lại có này, sinh ra oxy. Thì anh nào sinh ra oxy ở bên anode phải là nước. Lẽ dĩ nhiên từ trừ 2 về 0 anh này phải trừ đi 4 này để tạo thành nước cộng với lại 4H cộng. Vậy anh này phải là 2 lần nước. Được chưa? Và hoàn toàn ở đây ta cũng có 0,01 nước thì không bao giờ hết cả. Thì đây suy được số mol oxy bằng 0,0025. Và hoàn toàn thầy tìm được VOC bằng bao nhiêu nhỉ? 0,0025 nhân 2,4 bằng 0,056 lít. Rất dễ. Thực ra thì ghi cái đoạn từ đây đến đây, quá trình này ghi cho các em hiểu. Phòng nhiều bạn là không học on thầy nên là vẫn bám theo cái cách này. Còn những bạn nào học on, học off thì hoàn toàn ra số mol E, bạn bấm máy tính là ra nhỉ? Đồng cho đổi mấy E? 2 E. 0,01 chia 2 bằng 0,005. Được chưa? Và hoàn toàn 0,05 nhân 64 ra là đáp án luôn đáp án B. Và câu này chúng ta chỉ mất đến chắc lắm là 30 giây. Rất dễ. Cái điện phân hoàn toàn dễ. Kiểu 1 này cực kỳ dễ. Giờ ta đi sang cái ví dụ số 3. Khó một tí xíu nữa. Chúng ta sẽ sang cái ví dụ số 3. Khó hơn một tí xíu nữa. Đấy là cái bài là điện phân 200ml dung dịch. Điện phân 200ml dung dịch gồm có COS số 4. Chúng ta tìm được số mol CuS4 bằng 0,5 nhân 0,2. 0,5 nhân 0,2 thì bằng bao nhiêu nhỉ? 0,1.
Và FES 4 0,5m thì ta sẽ có số mol FES 4 bằng 0,5 nhân với lại 0,2 cũng bằng 0,1. Trong 15 phút với điện cực trơ và cường độ dòng điện là Y bằng 5A. Vậy hoàn toàn trong vòng 5 phút chúng ta tìm được số mol trao đổi. IT trên F Y 5 T 15 nhân 60 chia cho 96500. Chúng ta sẽ tìm được nó bằng là 0,466 thì thầy lấy gần bằng à nó 0,0466 thì thầy lấy gần bằng là bằng 0,047 mol. Vì bài tập này là một bài tập định tính chứ không phải bài tập định lượng. Vì vậy nên là chúng ta làm này thì hoàn toàn là ok hết. Đề bài sẽ hỏi là sẽ thu được K tốt. Đấy, vậy là chúng ta chỉ quan tâm đến K tốt mà thôi. Vậy ta chỉ xét điện cực K tốt. K tốt là nơi K chiông đến. Vậy K tốt lúc này sẽ tồn tại K chiông Cu2 cộng với số mol là 0,1 và sắt 2 cộng với số mol là 0,1. Lẽ dĩ nhiên đề bài hỏi là chỉ có đồng hay chỉ có sắt, vậy là rõ ràng chúng ta phải xét đến là thứ tự, đúng không? Thứ tự điện phân. Thứ tự điện phân à? Oxy hóa mạnh hơn thì sẽ điện phân trước, đúng không? Trong bài thứ tự điện phân thì dạy vậy. Hay khác là ngược theo chiều giải điện hóa. Vậy ở đây đồng sẽ bị điện phân trước. Đồng bị điện phân trước, vậy thầy sẽ viết thứ tự điện phân đồng 2 cộng sẽ biến thành đồng 0 cộng 2E. Đến đây hoàn toàn là giả sử đồng điện phân hết 0,1 thì anh này bằng 0,2. Sau khi giả sử xong thì so sánh với số mol e trao đổi. Thầy thấy điều gì? Giả sử đồng điện phân hết thì số mol e của đồng điện phân lớn hơn rất nhiều so với 0,047 mol. Hay nói khác, điều này tương đương với việc là đồng 2 cộng chưa bị điện phân hết. Và khi đồng 2 cộng mà chưa bị điện phân hết thì điều này chứng tỏ rằng đã có sắt 2 cộng điện phân chưa? Chưa. Hay nói cách khác là chỉ có đồng sinh ra ở cà tốt. Vậy chắc chắn đáp án đúng của chúng ta là đáp án à, chỉ có đồng ở cà tốt mà thôi. Rất dễ đúng không? Các em thấy không? Bây giờ các em hoàn toàn có thể dừng lại, các em tự giải theo cách của thầy. Và đây là cách giải chậm để cho các em hiểu. Cách giải nhanh, các em nhìn thấy anh này luôn, em tìm được số mol e trao đổi. Rõ ràng tìm được số mol e trao đổi này, em so sánh luôn. Thằng đồng điện phân trước, vậy giả sử đồng điện phân hết, luôn luôn là có cái mục tiêu như vậy nhé. Đồng điện phân hết, giả sử nếu mà có hai anh điện phân ấy, thì luôn giả sử anh đầu tiên điện phân hết. Vậy đồng điện phân hết thì là 0,1. Nào đồng 2 cộng nhân 2 ra được số mol e trao đổi mà 0,2 thì 0,2 lớn rất nhiều so với 0,047. Vậy chứng tỏ là đồng chưa điện phân hết, chứng tỏ chỉ có đồng sinh ra ở cả tốt mà thôi. Rất dễ đúng không? Đấy, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục dụ khó hơn chút nữa, ví dụ số 4. Chúng ta sang cái ví dụ số 4. Cái ví dụ nó khó một tí nữa. Và các em nhìn thấy rằng là những cái độ ví dụ của thầy tăng dần độ khó. Thực ra tại sao thầy lại phải chữa những cái ví dụ dễ cho các em? Là muốn cho các em là có một cái khả năng là làm chắc chắn đúng những cái câu dễ. Được chưa? Không bị mất điểm câu dễ và câu khó nó chiến đấu được. Là cái phong cách của thầy dạy các em đó là phong cách quân chiếu. Làm đến đâu đúng đến đấy. Làm được câu nào chắc câu đấy. Được chưa? Vậy tránh mất thời gian vì điện cực, điện phân điện cực trơ dung dịch X chứa CuSO4 số mol bằng 0,2 và 0,12 mol natri clorua NaCl 0,12 bằng dòng điện có Y bằng 2A và thể tích khí thoát ra tại anode sau 9650 giây là bao nhiêu. Vậy ta lại tìm được số mol e trao đổi chính bằng IT trên F Y bằng 2 T bằng 9650 chia 9600 bằng 0,2. Vậy thầy có số mol e trao đổi. Và đề bài của thầy là chỉ xét ra thể tích khí thoát ở anode. Vì vậy nên thầy chỉ xét ở anode. Anode là nơi anion đến. Vậy anion tồn tại ở anode là gồm có các anion sau này. SO42 trừ 0,2 Cl trừ 0,12 và luôn luôn có anh nào nước, nước thì nhiều vô đối rồi về điện phân dung dịch. Theo thứ tự điện phân thì SO42 trừ không bao giờ bị điện phân, Cl trừ chứ điện phân trước nước, vậy thầy sẽ viết được quá trình Cl trừ
để tạo thành CL2 không trừ đi 2E 2. Giả sử đúng không? Chúng ta vẫn làm cái kiểu của thầy, giả sử CL trừ đi vẫn hết là 0,12 thì hoàn toàn số mới trao đổi là 0,12. Ta so sánh 0,12 với 0,2. Ta thấy 0,12 nhỏ hơn 0,2. Ta thấy 0,12 nhỏ hơn 0,2. Điều này chứng tỏ rằng clo điện phân hết và sẽ dẫn đến cái trường hợp đó là ngước điện phân tiếp tục. Ngước điện phân thì tạo thành oxy cộng với 4H cộng. Cái này các em làm nhiều thì nhớ thôi. Và trừ đi 4E. Và nếu muốn hỏi cặn kẽ, muốn hiểu cặn kẽ một vấn đề thì ở trong cái bài giảng online, cái chỗ phần thứ tự điện phân thì nó rất kỹ. Đấy, điều kiện tiên quyết trong phần điện phân, muốn làm giỏi về tập điện phân thì phải nắm được thứ tự điện phân. Và 0,2 này, anh này phản ứng trao đổi hết 0,12 rồi thì còn 0,2 trừ đi 0,12 thì anh này còn 0,08. Hoàn toàn chúng ta suy được số mol oxy tạo thành là 0,08 nhân 1 chia 4 bằng 0,02. Chú ý, khí thoát ra ở anốt là cả khí clo và khí oxy, và số mol clo ở đây bằng 0,06. Vậy đề bài hỏi chúng ta là thể tích khí thoát ở anốt, rất nhiều bạn đi tìm thể tích khí thoát ở anốt chỉ là clo và tô ngay đáp án A là chết. Các em khi mà đề bài hỏi là thể tích khí thoát ở anốt, các em phải chú ý để ý cho thầy xem có oxy hay không, và có oxy hay không thì chúng ta dựa vào chúng ta viết cái quá trình này ra thì ok. Vậy thầy sẽ tìm được thể tích khí thoát ra ở anốt thì chính bằng thể tích của clo cộng thể tích của oxy, và chính bằng 0,06 cộng 0,02 nhân 22,4 bởi đầu bài hỏi điều kiện tiêu chuẩn, và chính bằng 1,792 lít. Đối với một số bạn thì cách giải này là cách giải nhanh rồi, nhưng mà đối với những bạn học thầy thì cách giải này vẫn là cách giải chậm. Và dường như các bạn học thầy, các bạn đi bỏ qua phần này, không phải tính, bạn tính nhầm được. Nhìn vào đây ta có, đúng không? Đi như này thôi, cái này là các bạn chạy trong đầu này. CL trừ trao đổi 1, CL trừ trao đổi 1, E. Vậy là đây là trao đổi 0,12 mol E. Thấy anh này 0,2, chứng tỏ CL trừ tạo hết thành CL2. Suy ra tìm được số mol E trao đổi dư 0,2 trừ đi 0,2, 0,08. Vậy còn sinh ra oxy, 1 oxy nhận 4E. Vậy hoàn toàn bạn sẽ tìm được số mol oxy bằng 0,08 chia 4 bằng 0,02. Số mol clo đây là CL trừ bảo toàn clo là 0,12 chia 2 bằng 0,06. Vậy suy ra thể tích bằng 0,06 cộng 0,02 bằng 0,08 nhân 2,4 1,792. Rất dễ và rất nhanh. Được chưa? Đấy nha, luôn luôn có hai cách làm. Và thực ra những phương pháp này của làm của thầy là cực kỳ nhanh rồi. Nhưng nếu học thầy từ đầu thì các em sẽ còn có những cái cách giải còn nhanh hơn nữa. Chúng ta tiếp tục sang ví dụ số 5. Ví dụ 5 còn khó hơn ví dụ số 4 mà bạc nữa. Kết thúc ví dụ số 5, chúng ta sẽ sang cái kiểu số 2. Kiểu số 2 sẽ khó hơn kiểu số 1. Để bài không cho tại IT nữa. Đấy chưa? Chúng ta sang ví dụ số 5. Chúng ta sang tiếp tục cái ví dụ số 5 là ví dụ cuối cùng của cái kiểu số 1 này. Thầy nghĩ rằng là khi mà các em làm được với thầy, những bạn nào mà chưa học thầy thì đến bây giờ cũng đủ ngấm được một số cái phương pháp giải nhanh của thầy. Nhưng mà nên nhớ là những phương pháp giải nhanh của thầy nó có nguyên tắc và có quy tắc để làm cho các em luôn luôn chính xác đúng. Chính vì vậy nên là các em cần phải theo sát thầy hơn, được chưa? Và thầy nghĩ rằng cách tốt nhất là các em nên đăng ký cái khóa Astasi Classic để mà có những cái phương pháp đầy đủ cơ bản, làm cực kỳ nhanh của thầy với những cái bài tập. Bây giờ chúng ta sang cái ví dụ số 5. Điều chế hydro và oxy bằng phương pháp điện phân dung dịch NaCl. Và cái ví dụ số 5 là đề ở khối B năm 2012. Ví dụ số 5. Thì ở đây trước hết trong cái phần lý thuyết về điện phân thì đã nói là điện phân các cái dung dịch axit, ví dụ như là dung dịch axit mạnh mà gốc không có, mà gốc có oxy, hoặc là điện phân các cái dung dịch bazơ mạnh mà là cation kim loại đứng trước nhôm thì chính là điện phân nước. Vậy ta có đầu tiên phải là điện phân NaOH, chính là điện phân nước. Và anh này dẫn đến một cái hệ quả, đó là khối lượng NaOH trong dung dịch trước bằng khối lượng NaOH trong dung dịch sau phản ứng. Có nghĩa là anh NaOH không thay đổi, anh không bị điện phân. Được chưa? Và bản chất nó là điện phân nước. Vậy thì hoàn toàn đề bài cho ta Y và T thì chúng ta tìm được số mol E trao đổi. 0,67 nhân với lại 40, chú ý là 40 giờ nhé, nhiều bạn chỉ ấn 40 rồi chết. 40 giờ thì 1 giờ thì có 3.600 giây. Chia cho
96500 quá quen bằng 0,99. Ui, nhiều bạn bảo 0,99. Nhiều bạn làm được phương pháp chia số xấu, thầy bảo thầy 0,99 xấu lắm này. Sai rồi nhá, 0,99 là cực kỳ đẹp. Chúng ta lấy là bằng 1 bon. Để trả đề bài cho chúng ta là dung dịch thu được sau khi điện phân có khối lượng là 100g và nồng độ là 6%. Thế vậy từ từ đã, 6% thì là nồng độ này nồng độ của anh nào? Nồng độ của anh NaOH. Vậy thì sẽ có là MnaOH. Như thầy đã chứng minh, trước và sau thì đều bằng nhau. Bằng MnaOH trước. Và chính bằng M chất tan trong dung dịch sau phản ứng. C% bằng M chất tan trên M dung dịch. Vậy M chất tan bằng C% nhân M dung dịch. M dung dịch là 100g nhân C% là 6%. 6% là bằng 6/100. 6% là bằng 0,06 và bằng 6g. Đề bài yêu cầu chúng ta là xác định nồng độ của dung dịch NaOH trước phản ứng. Nó muốn tìm được nồng độ của dung dịch NaOH trước phản ứng. Thì bằng M chất tan. M chất tan của chúng ta là 6g mà nó không thay đổi. Chia M dung dịch trước, chú ý M dung dịch trước. Với cái đại lượng mà đến bây giờ chúng ta cần tìm là M dung dịch trước. Thế bây giờ chúng ta quay trở lại. Thế trong quá trình này là điện phân anh nào? Điện phân anh nước. Chúng ta cần tìm được lượng nước điện phân. Nước điện phân theo cái phương trình đó là gì? Nước điện phân hoàn toàn dễ dàng. Điện phân dung dịch để tạo thành hydro cộng cộng gì? Oxy. Cân bằng 1 hydro 1/2 oxy. Nếu bạn nào học theo thầy cực kỳ tính nhanh, số mấy trao đổi bằng 1 1 hydro 1H2 trao đổi 2E. Đúng chứ? Vậy là ta tìm được số mol hydro phản ứng bằng 1 chia 2 bằng 0,5. Nếu mà bạn nào không thích thì chơi oxy cũng được. 1 phân tử O2 trao đổi 4E. 1 chia 4 bằng 0,25. Nghiên dưới đây hoàn toàn là tìm được. Và thầy đã tìm được số mol oxy bằng 0,5 nhân 1/2. Đúng chưa? Và chú ý một điều, lượng hydro thoát ra, lượng oxy thoát ra đây. Vậy thầy sẽ có M dung dịch trước thì sẽ bằng M dung dịch sau cộng M ra. M ra là M các khí thoát ra là M hydro cộng với lại M oxy. Và hoàn toàn ta tìm được M dung dịch sau để bài cho ta là 100g cộng với lại M hydro là bằng 0,5 nhân 2 cộng với M oxy là 0,25 nhân 32 bằng 0,521. 0,25 nhân 32 bằng 8. 1 cộng 8 9. 1 là 9. Và thế ở bên trên ta sẽ tìm được C% trước chính bằng 0,055. Đúng chưa? 0,055 gần bằng và chính bằng 5,5%. Một bài tưởng chừng khó nhưng lại cực kỳ dễ với bàn tay biến hóa của thầy. Để chưa? Thầy nghĩ rằng là cái việc mà làm cái phần điện phân khi mà biết cái Y và T của chúng ta bây giờ làm cực kỳ dễ rồi. Và lẽ dĩ nhiên rằng là bây giờ em không còn sợ phần điện phân kiểu 1 nữa. Và bây giờ chúng ta sang cái phần khó hơn một chút, đó là kiểu 2 khi mà không biết Y hoặc không biết T, hoặc biết Y tìm T, biết T tìm Y. Được chưa? Chúng ta bắt đầu xem kiểu xoay.